Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 36. Tuần này chủ nhật quý vị tập trung về chúng ta công tu ngày chủ nhật, cũng như là ngày mà chúng ta tu tập hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình, cũng như là tổ chức cái chương trình trước thời gian chút xíu ngày giỗ tổ Hùng Vương. Tại vì cái ngày đó không phải ngày chủ nhật, mà những đức đã từng nói rằng mỗi năm tới ngày giỗ tổ Hùng Vương, những đức sẽ có chương trình cộng tu, mình đem cái công đức phước duyên mình tu tập nguyện hồi hướng cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Nên tất cả quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta tập trung về ngày chủ nhật tuần này, như thứ bảy chủ nhật chúng ta về để chúng ta tu tập khóa tu, cái tâm mình tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, mình tu tập hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình, cái tâm này gọi là bồi gốc quý vị. Nhớ nghe, bồi gốc. Nên từ ngay chỗ bồi gốc mà cành lá hoa quả là chúng ta sẽ được tốt tươi. Nhớ kỹ, mỗi một con người chúng ta sống ở cuộc đời này mà nhớ nguồn cội, đó là cái tâm tốt đúng đắn dữ lắm. Mình biết nhớ nguồn cội thì con cháu mình cũng biết nhớ đến mình. Mình quên nguồn cội thì con cháu mình nó cũng quên mình. Giống như giọt nước trước nhiễu làm sao thì giọt nước sau nó nhiễu như vậy. Mình niệm câu Phật hiệu này là để nhắc nhở mình sống có tình có nghĩa. Thì nhớ kỹ quý vị, câu Phật hiệu mình không phải mình niệm để cho Phật nghe đâu, mà câu Phật hiệu này á, mình niệm lên á, là để nhắc nhở mình sống có tình có nghĩa. Nhớ, hôm qua những đức gặp mấy vị này mà cũng làm mình thấy xúc động. Cái cô này, cô bị mù, gia đình như cũng nói mấy người bị mù, mà khi nghe những đức giảng pháp quý vị, rồi đi lên tới trên đây đợi. Lúc đó những đức chuẩn bị đi qua Đại Tùng Lâm, nghe mấy chú nói có người muốn cúng dường, nói ủa mình lên xe mình đi rồi, lẽ giờ mình ngừng lại nhận, dối tay ra nhận tiền cúng dường cái đi, thấy kỳ quá. Nói mấy chú thôi bây giờ mấy chú nói với người ta đem lên thùng Tam Bảo hoặc là đưa cho mấy chú đi, thầy có công chuyện đi liền về họp bên kia ngoài bên với mấy anh em đợi bên. Đức chạy đi luôn. Xong rồi Đức họp xong hết trơn, những Đức đi về thì thấy hai người vẫn còn đỡ, một người sáng mắt, một người bị mù. Gặp như Đức mừng, thiệt là mừng, đó là con nghe thầy giảng vui, trong lòng cũng rất là vui, cỡ mở tâm tư. Rồi chị em của mấy người bị mù cũng nghe thầy giảng rất là vui. Hôm nay đến đây có hỏi thầy một cái việc. Bây giờ ông bà của con mất rồi, bây giờ muốn hốt cốt để mà
làm mồ mả, giống như hốt chỗ này đem lại mảnh đất của gia đình được mua và làm mồ mả đàng hoàng. Vậy có được hay không thầy? Cần coi ngày giờ gì, cái đó quan trọng quá không thầy? Nhưng Đức nói cái tâm mình là tâm thiện. Bây giờ thí dụ như bản thân những Đức là ông bà cha mẹ người ta, mà giờ con cháu nó nhớ đến những Đức mà nó làm mồ mả làm nhà những Đức, thì những Đức cảm ơn nó ha, quá trời cảm ơn luôn. Chứ những Đức làm gì đi làm phiền nó làm chi? Cái lý vị hiểu gì đó là dễ biết. Mình đã làm điều thiện rồi thì ngày nào mình làm là điều thiện là tốt. Còn cái lúc mình làm điều ác thì mình có ngày giờ gì nó cũng xấu. Tại mình làm việc ác mà sao ngày tốt? Mình làm việc tốt thì là ngày tốt giờ tốt, cái gì nó cũng tốt. Còn mình làm việc ác thì nó là xấu. Nhớ nghe. Nên á, ví dụ như cái nơi này mình chôn ông bà cha mẹ mà đất đai của người ta, hoặc là ở xa thiệt xa nơi mà vang vắng, mình muốn hốt cốt ông bà tổ tiên mình đem về cái vùng đất gần nhà mình chôn lại, mình làm mồ mả đàng hoàng. Cái việc này là tâm mình cũng là có tâm tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Còn hoặc là mình hốt cốt mình để vào một cái hũ, xong mình đưa đến ngôi chùa nào niệm Phật. Nếu mà ông bà chưa siêu thì cũng theo cái hũ cốt đó mà đến chùa để nghe lời kinh tiếng kệ cũng càng tốt. Và mình lại có thời gian mình đến mình thắp nhang và tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông bà tổ tiên, chuyện này cũng tốt. Hoặc là nếu mà có những người ta là ta chôn quen rồi thì bây giờ người ta chôn thì làm mồ mả lại, thì chúng ta chỉ cần đến đó mình đào cốt lên, thì trước thời gian đó mình làm cái lễ phóng sanh đi, niệm Phật chút xíu. Mình là người chuyên niệm Phật, nghe Đức hướng dẫn vì gì đó. Xong rồi bắt đầu bị hốt cốt, xong mình đem về nơi đó, mình chôn hoặc là mình để vô chùa. Chuyện này bình thường đâu có gì đâu quý vị. Tâm đó mình tâm tưởng nhớ đến ông bà mà. Họ hỏi như Đức gì, xong rồi như Đức trả lời xong hết. Nói gia đình con mấy chị em bị mù, nhờ nghe thầy giảng pháp mà bây giờ con vui dữ lắm. Con gặp thầy con quá mừng. Mỗi lần lễ Quán Âm đồ con có lên đây hết trơn. Tuy mù nhưng mà cũng làm này làm kia. Thật sự quý vị chứ, chùa mình, cái việc mà lo cho Tam Bảo ở đây, quý vị biết à, chi phí lớn dữ lắm. Nhưng mà cái số tiền này đưa cho mình nó nặng, không có gì. Một người mù, một người bán chổi, thêm cái cô kia cũng gỡ cúng dường, thì cô đi chung. Quý vị coi những Đức muốn nói lên điều này cho quý vị thấy. Đây gọi là từ tối đi ra sáng nè. Sanh đến cuộc đời tuy cặp mắt mù, nhưng mà cái tâm lại nghe pháp, tâm không mù. Tuy nhìn người ta nghèo khổ, khi gặp những Đức rồi ngồi bệt xuống luôn. Tại vì đứng cũng khó, xong ngồi bệt xuống. Nói chuyện mình thấy cảm động ghê. Nghe thầy giảng con vui lắm, cảm ơn thầy. Nên á, có nhiều bà cụ đi lặt rau muống mà để dành tiền, cứ khi đem lại cúng dường phụ thầy nuôi người già. Thấy không? Nhìn người ta nghèo khổ, nên Phật nói là đây là dạng người mà từ tối đi ra sáng. Còn có những người nghèo khổ gì mà không biết tu nhân tích đức gì, không biết nghe pháp niệm Phật gì, thì từ tối đi thẳng vào tối luôn. Còn có những người giàu sang đẹp, có địa vị, có học thức, nhưng mà lại không tin Phật pháp, không biết tu phước tu duyên gì, hoặc làm việc thiện gì cũng là chi cầu danh lợi, thì đây gọi là từ sáng đi vào tối. Còn có những người giàu sang mà lại biết ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức, biết hộ trì Tam Bảo, đây là từ sáng đi thẳng ra sáng. Tùy vị nhận thức mình là hạng người nào. Nên cuộc đời của người mình sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị. Những cái cơ hội tu được phước duyên, cơ hội cố gắng. Như những Đức mới hồi nãy nêu lên, chủ nhật tuần này chúng ta tổ chức chương trình tu tập để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình, cũng như là trước thời gian một chút, nhưng chúng ta tưởng nhớ và hồi hướng cho ngài Dỗ Tổ Vua Hùng, là ông bà tổ tiên chúng ta. Gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
Giống như bác Hồ thì nói câu: vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta có công giữ nước. Nên ngài Dỗ Tổ Hùng Vương, chúng ta tu tập niệm Phật để hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên chúng ta. Cái tâm này đặc biệt lắm, rồi vào ngày đó chúng ta cũng nguyện cầu hồi hướng cho ông bà tổ tiên trong mấy đời chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp luôn, để nhờ công đức niệm Phật cầu nguyện cho họ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thắp mấy nén nhang ở bàn thờ của Quyền Thất Tổ, nêu lên như vậy. Ngày mai hay bữa nay mình nghe gì cái là ngày mai con đi đến chùa để dự khóa tu chủ nhật, thầy nói tổ chức đem công đức niệm Phật phóng sanh giảng pháp cho tất cả chúng sanh nghe, đem công đức này hồi hướng cầu an cho người còn sống ở quả địa cầu này được bình an, cầu siêu cho ông bà tổ tiên, tất cả những vị đi trước, đem công đức hồi hướng, nguyện cầu cho họ được siêu thoát về cảnh giới an lành, thế giới cực lạc. Mình thắp nén nhang, mình vang giái như vậy, đúng rồi, không có sai đâu quý vị, nhớ nghe. Mình mỗi lần đi đến chùa mình đều có cái tâm gì đó. Chùa mình đông người mà, ở nhà mình một ngọn đèn, nhưng mà vô chùa mình bao nhiêu ngọn đèn thắp lên thì bóng tối vô minh tan biến. Đây là cơ hội chúng ta tu phước tu duyên bồi gốc. Nhớ kỹ, tu phước tu duyên bồi gốc. Nên qua Đại Tùng Lâm bữa nay, nhà tôn hòa thượng ngày móc quá trời luôn. Bữa nào như Đức quen công đoạn cho quý vị nhìn thấy xây dựng xác thực rõ ràng, để cùng chung tay để chúng ta tu phước tu duyên, xây lên những vị trí nhà để chương trình dự khóa tu lễ vía Quan Âm 19 tháng 6 đợt này sẽ rất là đông, đông dữ lắm. Nên chúng ta lễ vía Quan Âm đợt này nhà tôn sẽ bự dài ra và nhiều vị trí đang làm ra, và ngôi chùa Đạo Tràng 4 bây giờ bắt đầu móc móng luôn đó quý vị. Bữa nào những đứa quay những công đoạn cho quý vị coi, đó là xác thực chúng ta bắt đầu xây Đạo Tràng 4. Đạo Tràng 4 này bắt đầu là xây dựng lên và khoảng 1000 cụ già được ở trong chùa. Đây là nhân duyên đặc biệt. Dù là bản thân mình chưa đi vô chùa, nhưng mình nghe gì trong lòng mình vui hoan hỷ, hăng hoan lên, vui vẻ. Nhớ nghe, cái tâm phải gì đó thì duyên phước mình lớn dữ lắm. Khi một ngôi chùa, một ngôi Dạ Lam mọc lên mà là một ngôi chùa chuyên tu tịnh độ, tịnh độ nhân gian xuất hiện, mừng. Quý vị có chùa chiền thì rất là nhiều, nhưng mà kiếm chùa tu tịnh độ rất là ít. Đây là cơ hội hòa thượng xây chùa mà những đức lại là người chuyên tu. Nên những đức nêu lên gì để khắp nơi nơi chúng ta cùng chung tay với nhau để tu phước tu duyên, tạo lên những ngôi chùa thật sự xứng đáng ý nghĩa để làm lợi ích cho chúng sanh. Chùa mình là thật sự dùng cái câu là chùa là tổ ấm ta về, quý vị. Nên chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, Già Lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn. Đây là cái công đức thù thắng lắm, từ người trong chùa cho đến Phật tử khắp nơi nơi chung tay góp sức. Những việc mình làm được của ít lòng nhiều, chân thật mà làm. Rồi ngày Chủ Nhật á, quý vị đi đến chùa Hộ Pháp tu tập. Những đức á, từ hôm nay mỗi tuần Chủ Nhật, những đức cũng để hai cái thùng mà cúng dường xây dựng Đạo Tràng 4 tỷ đi thôi. Thấy quý vị bỏ vô đó cúng dường để những đức gom góp lại, hòa thượng xây dựng, những đức đưa cho hòa thượng xây chùa. Cuộc đời những đức nói rằng là mình phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười, quý vị nhiệt tình hết mình, chân thật mà làm. Những đức nói rằng nuôi người già cái cụ cứ mắc suốt. Mới hồi sáng này những đức vừa làm cái đám để đưa bà cụ lên đài quả táng, thấy con cháu le que mấy người, những đức nói chuyện có nói một câu: nếu như ở nhà làm sao mà làm được gì. Nên tại sao bao nhiêu người coi chương trình chùa mình khi làm cái đám giảng sanh, nhiều người ta vui, người ta thấy quá ý nghĩa. Và có một buổi giảng nhắc nhở vô thường, những đức nói với vị nghe: nếu cuộc đời con người mà không có vô thường nha quý vị, chúng ta sẽ tàn sát với nhau ghê lắm. Không có vô thường thì chúng ta tranh danh đoạt lợi, đấu đá,
ghê gớm. Nhờ cái vô thường mà nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta. Mạng người vô thường mà hiền hậu bớt đi, biết tu nhân tích đức, biết tạo cái mình cầm theo được. Những đức nuôi người già, đức thấy rõ ràng. Có những người hy sinh cả cuộc đời của mình, nhưng khi đến tuổi già hiu hắt lắm, không bằng với vị tu phước duyên, không bằng với vị tu nhân tích đức. Tu nhân tích đức là việc cực kỳ quan trọng quý vị à. Nhớ. Nên mình mỗi người phải trân quý cái việc tu nhân tích đức. Gặp một ngôi chùa mà có thể hướng dẫn mình tu, giúp đỡ cho mình tu tập và có cơ hội tu nhân tích đức, tu phước tu duyên. Đây là một ý nghĩa trong cuộc đời cực kỳ lớn. Nhưng đức tin cái việc càng bố thí càng nhiều, chắc chắn quý vị luôn. Nhưng đức cũng cực lực nhiệt tình hết mình mà làm. Hôm qua có gia đình của cháu cháu Tường Lam à, cháu rất là dễ thương, 6 tuổi thôi, rất dễ thương, thông minh, dễ thương vô cùng. Đó, nên đến gặp những đức cháu mừng, rất là mừng. Mà công nhận con người dù là nhỏ nhưng chúng ta cũng phải học cái cách mà gần gũi. Rất dễ gần gũi và không có nói lạ gì chứ vậy. Rất gần gũi. Đây là chủng tử nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Nên hôm qua những đứa có nói công đoạn với gia đình bồi dưỡng cháu làm sao mà lên 10 năm sau nữa cháu được cái duyên này nó mới đặc biệt. Quý vị nhớ kỹ, thường có người ta quý vị, cái gì mà nở sớm thì tàn sớm. Phải có thời gian để được bồi dưỡng. Giống như một cái sắt, chúng ta phải đập, chúng ta làm đủ cách nó mới ra một món đồ. Thì một con người cũng vậy, nó phải được sự rèn luyện, nó mới hình thành một tố chất. Nên bất cứ một quyển sách nào mà dạy chúng ta về sự thành công mà không nói về cái việc thất bại và trở ngại thì quyển sách này chúng ta không nên coi. Có người thành công đều phải trải qua sự thất bại và khổ, khó khăn, trở ngại. Vượt qua sự khó khăn, trở ngại mới đi đến thành công. Giống như chúng ta leo núi cũng vậy. Chúng ta muốn đi đến cái chót núi thì chúng ta phải vượt qua những cái tảng đá cao thì mới đi đến chót núi. Thì có người cũng vậy. Nếu như còn nhỏ mà phát triển quá sớm là nó sẽ đoạn bớt lại cái duyên phát triển về sau rất là lớn. Nên những mầm non có được chủng tử thiện tốt phải biết bồi dưỡng. Hôm qua như đứa cũng phiên gia đình như vậy. Người cha cái đầu gật chấp nhận. Nó đúng là như vậy mà quý vị. 100%. Quý vị coi tất cả nhiều cháu nhỏ ca nhạc đồ đi. Rất thông minh, rất giỏi, rất nổi tiếng, còn nhỏ luôn. Còn nhỏ rất là nổi tiếng, giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Nhưng mà người ta không biết bồi dưỡng. Từng bé đi qua mà nhiều người ít để ý. Lớn lên chút là cháu đâu còn nổi tiếng nữa đâu. Cháu đâu còn nổi tiếng nữa đâu quý vị. Như mấy cái chương trình mà tí hon á, thông minh mấy bé nhỏ, thông minh nó dễ thương gì đâu. Đó. Rất là dễ thương luôn mà. Chỉ cần lớn lên chút thôi là tự nhiên hết duyên. Hết duyên liền. Hồi lúc trước có nhiều bé mà hát nhạc Phật giáo hay, cực kỳ hay, rất nổi tiếng luôn. Mà được mà mấy cái chương trình lớn mờ luôn. Vậy mà bây giờ tiếng tâm mất tiêu. Mất tiêu luôn. Ngày xưa có cái bé mà hát con cò bé bé rồi nhìn. Hát rất hay, còn nhỏ mà rất nổi tiếng. Nhưng mà lớn lên chút đâu nổi tiếng nữa đâu quý vị. Giờ có gia đình, có mấy con. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mình nhìn thấy có nhiều người, người ta nổi tiếng lúc trễ nhưng mà ta nổi tiếng cả đời. Nên một người nhỏ mà thiệt giỏi là phải cần gầy dựng. Gầy dựng đừng cho phát tiếng. Đừng có phát tiếng. Hoặc là đừng có mà ví dụ như thiện nguyện đồ này kia chứ đừng có cho mà dùng tiền. Tại vì sao? Vì dồn lại cái phước đó. Nó đẩy cái phước đó đến khi lớn tuổi, lớn lên. Khi lớn lên là tiếng tâm nó nổi luôn, nó lên luôn. Nên người ta khi con người ta thành đạt sớm ta không chịu.
người ta phải cỡ 30 mấy tuổi thành đạt thì cả đời thành đạt, còn trẻ quá thành đạt thì cỡ 30 mấy tuổi có khi sạt nghiệp hết thành đạt. Còn nếu như một con người từ khi còn nhỏ mà có tiếng tâm mà toàn là đi tu duyên tu phước không, thì cái tiếng tâm nó kéo dài hoài cho tới khi lớn. Nhưng phải tu duyên tu phước nhiệt tình hết mình. Mà đừng bao giờ ai gọi họ là Phật Bồ Tát gì thì hiện chi. Những người không hiểu mới kêu vậy thôi quý vị. Chứ hiểu không ai mà đi kêu cái người bình thường vậy. Dù người ta là có ai chăng nữa, người ta cũng không có chấp nhận cho kêu như vậy. Vì kêu như vậy nó không đúng trong Phật pháp dạy. Đó, nên thấy cháu mà mình thấy công nhận là dễ thương. Lúc trước có một đứa bé nhỏ thiệt nhỏ, mà đứa bé này giảng pháp rất hay, nói lên gì thì nhiều vị cũng biết. Còn nhỏ xíu cái thời Đức chưa đi tu, mà cái bé đó đã giảng pháp hay. Nhưng mà bây giờ cháu đâu nổi tiếng như hồi đó đâu, thấy không? Là nổi tiếng sớm thì sau này mất tiếng, không còn nổi tiếng nữa. Nên á, một cái hạt giống thiện phải cần được bồi dưỡng, cần phải bồi dưỡng, cần phải bồi dưỡng. Nói đây là mở rộng ra để cho nhiều người có con mà thông minh phải rèn luyện con. Tại vì nếu mà thông minh mà nó thành ngã mạn là tai họa. Không khéo thông minh nó thành ngã mạn là thành tai họa. Bé Tường Lam này thôi dễ thương. Tường Lam nó rất là dễ thương, gặp mà thấy ngoan dễ thương vô cùng, hạt giống rất thiệt, chủng tử nhiều đời nhiều kiếp đặc biệt đó. Nên những đức á, gặp pháp môn niệm Phật này, những đức nói cái pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, ai cũng tu được. Nên những đức chọn cái pháp tu mà ai cũng tu được, dạy ai cũng được, nói rất xác thực, rất gần gũi, ai cũng áp dụng được. Đây là cái quan trọng. Mà gặp ngôi chùa tu tịnh độ mà nuôi bao nhiêu người già, đây là một cái việc rất thù thắng. Không có công đức nào bằng công đức nuôi con người niệm Phật. Tại vì huệ mạng của người là lớn nhất. Nói cứu một bạn người còn hơn xây 9 cái kiện chùa. Mà bây giờ quý vị có giúp cho người ta ở mà còn dạy người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc thì nghĩ cỡ nào. Nên cái đầu tư để xây những ngôi chùa mà chuyên tu, mà mình ở đây là có nền sẵn nha. Nhưng Đức nó bảo đảm chùa mà xây chưa xong thôi là đã có người đi vô ở. Tại bây giờ bắt đầu Nhà Đức đã nhận người thiệt đông nè. Nhận người nè. Khi mà ngôi chùa đạo tràng 4 vừa sắp sửa xong là đưa người qua liền, bắt đầu hình thành chùa liền. Cách lập đạo tràng của những đức vậy nên mau đạo tràng phát triển. Và tương lai bao nhiêu người già được có chỗ nương tựa rất đặc biệt. Đây là cái việc mình rất mừng. Khi ở cuộc đời chúng ta hiện tại có những điểm chùa và tự xây, toàn là những ngôi chùa tu tịnh độ lớn, chúng sanh được nhờ rất là lớn. Cơ hội để tu phước tu duyên của chúng ta, nhiệt tình hết mình phát tâm chân thật để mà cùng tu phước tu duyên và tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.